Tên Vân Anh, em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Em tên là Đại Xuân, em năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một mối chị. Vậy là thích giống như anh Huyền Linh vậy đó. Dạ. Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả, chắc bằng bảy tân bừng. Chị muốn mấy mối không? Vui được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chi? Trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định. Dạ, em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao này ta? Thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Em thích gương mặt nhìn dễ thương là được. Như là ca sĩ Hiền Thục nha. À vậy ha. Giống mẫu... Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê. Giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ sao thích lãng mạn ta? Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kiếm khô queo nữa rồi sao? Ơi em, đời đã cho ta gặp nhau. Từ đây trái tim hào gầy, những tháng yêu đó riêng cho em. Anh Hoàng chi đứng cho nguyên, người ta quên vậy?